nên người đã cũ đây rồi, bố sẽ trở thành ông vua hoàn hảo, ông vua hoàn hảo. Mong con xin nên người đã cũ đây rồi, bố sẽ trở thành ông vua hoàn hảo, ông vua hoàn hảo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ông bố hoàn hảo. Cứ mỗi vào buổi tối thứ tư vào lúc 20:30 trên VTV3 là chúng ta có thể gặp nhau. Chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng đang rất nóng lòng muốn biết đề tài ngày hôm nay là gì. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cuộc chiến ăn. Em quan sát là dì chú em ở nhà hả, mà trải qua cái quá trình mà phải cho con ăn á, nó khó khăn rồi, nó gian nan rồi, phải nghĩ ra đủ thứ trò, đủ cái kế hoạch để mà dụ được con ăn luôn á. Nhiều ông bố bà mẹ phải gặp áp lực nè, stress nè, căng thẳng nè, từ tranh luận cho đến là gay gắt, rồi qua tới là dỗ dành, nói chung là đủ chiêu trò để tìm mọi cách cho con mình ăn. Thì không biết ngày hôm nay trong ba đội chơi họ có mắc phải vấn đề này hay không. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp họ. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón gia đình thứ nhất, gia đình Trang Ngọc và Tống Hạo Nhiên. Gia đình thứ hai, diễn viên Hiếu Hiền và Thùy Liên. Và gia đình thứ ba, Duy Phước, Trân Châu. Anh Hiền ơi, không biết là ở nhà anh có gặp khó khăn gì trong cái việc mà phải dụ con anh ăn không? Ở nhà anh không gặp khó khăn gì trơn á, tại cái chuyện mà ép ăn á là... anh đâu có ép, anh không có ép. Ba này ba ép. Nhưng mà hễ mỗi lần mà mấy nhỏ mà nó không ăn kia, anh, bà đá nó không ăn kìa, hay Minh nó đá nó không ăn kìa, anh, đây là là bắt đầu lo ăn liền. Nhưng mà anh Hiền nói thì sao chứ, em thấy banda của anh ngoài đời rồi, rất là bụ bẩm, chắc chắn là ăn rất giỏi, đúng không chị? Banda không thể nào bớt ăn được, tại vì anh Hiền ăn hoài là nó phải ăn theo. Ê, ê, mình đang nói con nha, mình đang nói về con nha. Hiền. Thôi anh ơi, chơi thì gia đình để cho chị nói nha. Còn Duy Phước, em thì cũng có cái giống anh Hiền là ở nhà con em ăn cũng khỏe lắm anh, cho nên là em cũng đang có một cái cuộc chiến giống anh Hiền là không biết thế nào để giảm lại. Thật sự là hai vợ chồng em có nói là con ơi con ăn bớt lại chút xíu đi, mà nó ăn bớt không được thì không cho nó ăn, nó buồn anh ơi. Và vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những phần chia sẻ từ các gia đình, và bây giờ sẽ là phần đặt tên của các gia đình. Và với gia đình của Trang Ngọc và Tống Hạo Nhiên, không biết là chúng ta đã chọn cái tên nào ạ? Đội của Hạo Nhiên thì sẽ chọn là gia đình Nấm, tại vì bé ở nhà có nickname ở nhà là Nấm. Gia đình Nấm, cái tên rất là dễ thương. Gia đình Nấm chơi là vui lắm. Hình như đội số 2 tên là gia đình Banda phải không anh Hiền? Ủa sao cái chuyện gì của anh em cũng đều biết hết trơn vậy? Tại em nhanh cũng khá thân mà. Thật ra tại sao lại lấy cái tên là Banda? Bởi vì Banda là đứa con đầu lòng của Hiếu Hiền, và vợ chồng dành rất là nhiều tình thương cho bé. Thấy bé đôi khi là nó giống như là cái mặc cảm á, có nghĩa là ba mẹ sẽ thương em hơn á, cho nên là muốn lấy cái tên Banda. Nếu như con có theo dõi chương trình này thì con sẽ biết là ba mẹ rất yêu thương con. Còn Duy Phước? Dạ, đội của em tên là Phương Giang. Phương Giang là Duy Phương với Lê Giang, và có hai người đó mới có em. À, bảo đảm cái tên đội em anh sẽ không bao giờ quên. Và chắc chắn là ba ông bố cũng như ba bà mẹ cũng như quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng nóng lòng muốn biết được cố vấn khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai. Xin mời ba cố vấn. Chú, cô, chú. Và chúng ta đã quá quen thuộc với hai cố vấn cố định của chúng ta, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Kiết Tử Long. Và khách mời cố vấn đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta đó chính là nghệ sĩ Trung Dân. Thì bây giờ đã có ba cố vấn ở đây rồi, và ngay bây giờ Huy Khánh nghĩ rằng các ông bố hãy nói lên cái suy nghĩ của mình. Anh Hiền nói trước đi. Thôi mình để cho nhỏ nói trước đi. Nói trước đi. Gia đình Nấm đi. Gia đình em Nấm dạ. Họp cả tuần lễ nay vẫn chưa chọn ra được luôn á. Dạ. Thì mình nghĩ tất cả các cô chú ở đây là làm những người có kinh nghiệm, chắc chắn là sẽ có một cái kiến thức rất là rộng. Nhưng mà nói cái về chuyện ăn á, nói về chuyện ăn á thì em vẫn nghĩ là
cô Vân chắc sẽ đúng đúng anh cũng định khuyến khích em chọn cô Vân. Dạ. Biết về nãy chọn trước được rồi. Chị Phước, thì ra là trong đầu của con vẫn là chọn dạ cô không Vân, chú đúng không? Dạ không xin phép chào chú. Cho nên là hy vọng rằng từ giờ cho tới cuối chương trình thì con sẽ gặp chú qua những cái thử thách nha con. Dạ em nói vậy thôi nhưng mà thật sự là em không có một cái lựa chọn nào hết, tại vì đối với em một cái người chú người cô nào đến với em là một người cố vấn quen cũng được, tại vì em nhỏ em xin phép em không chọn ai hết. Bây giờ anh hỏi em nè, giữa một bên là thiên về nghiêm túc, một bên là ê cấm nói xấu tại đây nha. Tôi nói xấu gì đâu. Bây giờ em nhường anh phải không? Dạ. Nhường anh phải không? Dạ. Ok em không có cơ hội đến với anh Long đâu. Long ơi, mình đến với nhau nha. Wow. Rồi em qua bên nghiêm túc đi, em qua bên đội nghiêm túc đi. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng lại và nghiêm túc chuẩn bị bước vào vòng đấu đầu tiên của chương trình Ông Bố Hoàn Hảo với tên gọi là Đón Con Chào Đời. Chúng ta đã cùng đến với vòng 1 Đón Con Chào Đời tại chương trình Ông Bố Hoàn Hảo. Ở vòng 1 này thì chúng ta sẽ có 10 câu hỏi, mỗi câu tương ứng với 10 điểm. Nếu trả lời đúng thì mọi người sẽ mang về cho mình được 10 điểm. Còn nếu như không đúng thì sẽ có một hình phạt làm từ cố vấn của mình. CC cho hỏi lại là có nghĩa là trả lời không đúng là bị phạt á hả? Dạ, dạ đúng rồi. Thôi em suy nghĩ kỹ rồi bấm nha, cứ để anh bị phạt đi. À không sao, mình không biết mình vẫn có quyền bấm. Bấm xong mình không biết câu trả lời thì mình được quyền tư vấn. À. Và cái quyền để giành trả lời đó chính là các bà mẹ làm sao nhanh tay nhất có thể bấm cái chuông đó khi nghe MC đọc hết câu hỏi và có chữ hết. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với câu hỏi đầu tiên. Nên cho trẻ bú sữa mẹ trong bao lâu? A. 6 tháng B. 12 tháng C. Tùy nhu cầu của trẻ. Hết. Dạ. Đây tư vấn. Dạ không, dạ. Cái này là vợ chồng con biết rồi chú yên tâm. Không cần tư vấn luôn mới ghê chứ. Dạ câu trả lời của đội Phương Giang là đáp án A. 6 tháng. Câu hỏi này với đáp án này đã sai. Đã nói rồi, ta cố vấn ta ngồi đó. Dạ, có ba cô vấn. Chú à, con xin phép tại con hỏi vợ con trước. Đi lên, đi lên kìa. Dạ. Xí soạn sạch sẽ. Sao em nhớ là nè, tại con nghĩ vợ con biết. Nè, tôi là tôi đẻ ba đứa rồi, tôi nuôi rành rọt rồi nha. Đeo cái này lên đi. Cưng quá. Như vậy câu hỏi đầu tiên không có đội nào có điểm hết. Câu hỏi số 2. Bố mẹ nên làm gì khi bé có cứt trâu hoặc vẫy nến trên đầu? A. Gội đầu chuyên trị gầu. B. Gội đầu dành cho trẻ. C. Tránh gội đầu. Hết. Hay xin quá. Gia đình Banda. Gia đình nhà Banda ạ. Anh trả lời sai đi, đổi cái cho vui. Xin lỗi em nha, tại vì em biết xong anh là đẹp sẵn cho nên anh đổ nó vô nó cũng chất quá. Anh Long à, anh Long ơi. Bây giờ thì ban tư vấn sẽ được tư vấn cho đội Chí Huyền. Qua nhiều kinh nghiệm cũng như là học được những kiến thức trên Google và sau đó là kinh nghiệm đúc kết của năm đứa bé mà chào đời ở bên tôi, và tôi đã đưa ra một cái bài học và một kinh nghiệm rất là thực tế, mà cái thực tế đó nó sẽ làm cho hết giờ. Đáp án B. Thì sau khi giải thích dài dòng và xém hết giờ thì tôi chọn phương án B. Đáp án B là đáp án đúng. Mình làm như mình chọn đúng người đó Long à. Hiểu. Cảm ơn Long nhiều lắm. Lần đầu tiên trong chương trình Ông Bố Hoàn Hảo mà có một ông bố tin tưởng tôi. Như vậy là gia đình nhà Banda đã giành về cho mình được 10 điểm đầu tiên. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Bệnh đẹn ở trẻ sơ sinh là bệnh xuất hiện ở vùng nào trên cơ thể của trẻ? A.
vùng đầu, B vùng bẹn và C vùng miệng. Hết. Thôi phạm luật rồi, phạm luật rồi. Okay, gia đình Panda phạm luật rồi. Rồi chữ hết. Gia đình nhà Nấm, gia đình nhà Nấm đã bấm sau đó. À, nhà Nấm xin chịu dẫn nhờ sự cố vấn của cô dân. Cô dẫn cô ơi. Đây là một người phụ nữ chuyên môn bị đẹn. Và hiện giờ cô ấy cũng đang bị đẹn. Nên là cái phương án C, cái đáp án C sẽ là đáp án đúng. Dạ. Chắc chắn là đội của Nhiên sẽ chọn phương đúng án rồi. C. Và đáp án C cũng là đáp án chắc chắn đúng. Cảm ơn cô. Câu hỏi số 4. Điều gì không đúng khi mẹ bầu bị cảm? A. Lâu khỏi hơn. B. Nhanh hết hơn. C. Dễ tiến triển nặng gây viêm phổi. Trời hết. Ơi. Anh bấm vô. Anh bấm ở nào đâu? Xin mời gia đình nhà Nấm. Lâu khỏi hơn, nhanh hết đáp hơn. Đáp án C là đáp án chính xác. Không đúng lẽ. Không đúng, có nghĩa là khi mà mình mẹ bầu á, là thường là cái người cái lúc đó cái sức đề kháng nó cũng không có được khỏe hơn người bình thường. Cho nên cái mà không đúng á, thì nó sẽ đi vào cái là nhanh hết hơn người bình sai thường. Sai rồi Dân. Có nghĩa là đáp án B. Sai rồi, đáp án C. Trời ơi. Kiến thức vẫn là trên hết, còn kinh nghiệm chưa phải là đúng. Dạ. Học qua coi chừng chú Long phá đó. Dạ đúng rồi, vợ chồng em nghe chú Long nhưng mà tin cô Vân mà. Con chọn B phải không cô? Dạ con chọn đáp án B. Đúng rồi, mình chọn ai phải nghe lời người đó thôi. Sai thì mình cũng ráng. Dạ, dạ đúng rồi, sai cũng phải chịu. Cho nên đáp án này của bạn là đúng nha. Câu hỏi số 5. Qua siêu âm hoạt động tim thai nhi sẽ xuất hiện vào tuần thứ mấy của thai kỳ? A. Tuần 6 đến 7. B. Tuần 9 đến 10. C. Tuần 12 đến 13. Hết. Dạ, theo kiến thức của em thì em xin mời chú Dân làm cố vấn. Có kinh nghiệm hơn rồi đúng không? Như qua siêu âm hoạt động tim thai nhi sẽ xuất hiện ổn không chú? Tuần thứ mấy của thai kỳ? Nếu mà 6 tuần, 7 tuần là nó mới chỉ có 1 tháng mấy thôi đó em. Đó, vậy tuần này nó chưa được 2 tháng. Đó, đáp án này thì chú Dân thấy là đáp án B. Khoan, suy nghĩ đi. Tại vì từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 thì cái 7 với cái 8 cái chỉ 6, đáng gần 2 tháng. Tuần. Hết giờ tư vấn. Ôi chú ơi, chưa có đáp án luôn chú ơi. Chưa có đáp án giờ luôn chú. Hết giờ tư vấn. Hết rồi nè. Ra rồi coi. Tại vì tính chứ. Đáp án mấy? Đáp A. Đáp án A hả chú? À, dạ, dạ con tin chú, em chọn đáp án A. B và C là đáp án sai. Như vậy A là đúng. Tuần thai sẽ xuất hiện vào tuần thứ 6 và 7 của thai kỳ. Trong giai đoạn này nếu sử dụng các phương tiện hiện đại thì đã có thể nghe thấy nhịp tim của thai. Cảm ơn chú. Và đến hiện tại thì gia đình nhà Phương Giang đã vươn lên và có cho mình được 10 điểm đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ 6. Ăn dặm tự chỉ huy là phương pháp ăn dặm như thế nào? A. Mẹ quyết định chuyện con sẽ ăn gì, ăn bao nhiêu. B. Bé tự quyết định món ăn và cách ăn. Và C, cả A và B đều sai. Hết. Xin mời gia đình nhà Nấm hả? Dạ, cô Vân ơi, câu này con dạ. Cô vấn con ạ. Hiểu không Dân? Dạ. Lúc ăn dặm là từ 4 đến 6 tháng thì bé chưa thể tự quyết định món ăn và cách ăn. Chắc là mình phải chọn mẹ, mẹ quyết định. Nhưng mà theo con tìm hiểu của cô là cái phương pháp ăn dặm tự chỉ huy á, nó là không phải là mẹ quyết định con ăn bao nhiêu được cô. Tức là nó ăn dặm tự chỉ huy, mình bày ra nó muốn ăn cái gì nó ăn và nó ăn bao nhiêu là tùy nó luôn. Đúng rồi đó, tụi con phải có cái lập luận của mình. Tại vì cô là cách đây 20 mấy năm rồi. Xin mời ông bố đồ Nấm. Thầy Nhiên sẽ chọn là câu C, cả A và B đều sai. Tại vì tự chỉ huy tức là nó muốn ăn bao nhiêu, ăn bao nhiêu thì ăn, nó tự chủ còn động. Còn đồ ăn là mẹ ăn đi mua. C là đáp án sai. Thật sự ra là nếu ông bố và bà mẹ cũng cho quyết đoán với cái lập luận của mình vừa rồi thì rất là đúng. Bởi vì đáp án đúng của chúng ta đó chính là đáp án B, bé tự quyết định món ăn và cách ăn. Để cô tưởng là con đúng con rồi, chọn lập B luận đó đúng chứ rồi là đi chọn C. Đeo đi. Chú thay mặt cho con này nha. Dạ. Hai cái băng đô cưng gì đâu á. Được. Câu hỏi số 7. Trầm cảm sau sinh có thể xảy ra với ai? A. Mẹ. B. Bố. C. Ông bà. Hết.
Xin mời gia đình nhà Ban Đa. Ai vậy? Ai? Anh ơi, nhà anh kìa. Ai? Nhà của anh đó. Trầm cảm sau sinh có thể xảy ra với ai? Mẹ, bố, ông bà. Cái gì? Tôi chưa có tư vấn mà có tin tưởng tôi không? Tin chưa? Có muốn lấy 10 điểm không? Muốn chứ? Đáp án A là đáp án cuối cùng. Ủa? Nhưng mà chú Long ơi, hồi con sinh á là chồng con trầm cảm luôn á. Anh biết rồi, nhưng mà nếu anh nghe lời em á là anh sẽ bị trầm cảm. Cho nên phương án A là phương án cuối cùng. Phương án A là phương án đúng. Có 20 điểm rồi. Theo nghiên cứu thì có 4,4% đàn ông lần đầu làm bố bị trầm cảm. Tỷ lệ này ở phụ nữ là 5%. Tuy nhiên, khái niệm trầm cảm sau sinh chỉ dùng cho bà mẹ chứ không phải dùng cho ông bố. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ 8. Loại vaccine nào mẹ bầu không cần phải tiêm khi mang thai? A. Vaccine sởi. B. Vaccine cúm. Và C. Vaccine uốn ván. Hết. Hay quá. Phạm Lực, anh hiền chưa? Phạm Lực rồi, Phạm Lực rồi. Anh hiền đụng tay vô rồi. Không, rồi chưa kể anh lấy tay anh để lên đây nữa. Em nói thiệt, em đã biết cái danh của chú Long là anh Giang rồi. Bây giờ cái đội chú Long của anh Giang là em bất á. Đúng rồi, Phương Giang được trả lời. Dạ, con xin mời chú Dân cố vấn cho con ạ. Loại vaccine nào không cần? Rồi, đó là đáp án A. Anh cười với em là quay quăng mang quá vậy anh Khánh. Hay cố vấn mà suy nghĩ mà rặn ra cái đáp án đấy. Đáp án cuối cùng của em sẽ là đáp án A. À, phải quyết đoán và tin tưởng vào cố vấn như vậy. Cho nên là chúng ta đã mang về được cho mình 10 điểm. Hay quá đi luôn. Đáp án đúng đó chính là đáp án A, vaccine sởi. Khánh nghiêm túc, Khánh nghiêm túc, Khánh nghiêm túc, Khánh nghiêm túc, Khánh nghiêm túc. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 9. Khi nào thì trẻ có thể uống được sữa tươi? A. Trên 6 tháng. B. Trên 1 tuổi. C. Trên 2 tuổi. Hết. Trên nhà Phương Giang ạ. Phương Giang. Giờ nghe nè, cái sữa tươi này khó uống lắm nha. Cơ thể mà trẻ con nó ở giai đoạn đó, cái hệ thống tiêu hóa nó chưa có hoàn chỉnh, mà uống cái sữa tươi nó rất là khó tiêu. Để bảo đảm sức khỏe của nó thì chú chọn phương án tốt nhất, đó là đáp án C, là đáp án an toàn nhất. Con có muốn chú tư vấn con không? Dạ không chú. Dạ con đủ rồi chú. Dạ con có muốn cô tư vấn không? Dạ cô chú nói luôn đi, con nghe luôn ạ. Đáp án C ạ? Không, em nếu em chọn sao chọn B, tức là trên một chính tuổi. Xác. Còn nếu anh Long chọn, anh Long chọn B luôn. Con chọn đáp án C là đáp án cuối cùng của con. Hai cố vấn khác đưa cùng một đáp án và đáp án nó đúng mà bạn không chọn, bạn lại chọn ngay đáp án sai. B là đáp án đúng. Thôi đi, em đeo quà rồi mà. Đâu có được. Thôi, đâu có được. Cưng lại đây cưng. Trời ơi, tôi thương con Lê Giang quá mà nó không chịu. Nó không chịu tin tôi gì hết trơn á trời à. Còn bao nhiêu đeo hết đi. Ờ đó, đậu trên bờ cỏ. Dạ anh chơi phép sạch bà tướng về. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chỉ nên cho trẻ dùng sữa tươi khi trẻ đã hơn 1 tuổi. Lý do vì sữa tươi có hàm lượng đạm, canxi và phốt pho cao. Nếu cho trẻ dưới 1 tuổi uống sẽ dễ có nguy cơ bị quá tải ở thận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Nước ối ở tầng thứ 38 của thai kỳ có màu gì? A. Màu trắng đục. B. Màu trắng trong. C. Màu vàng. Hết. Hợp lý, hết rồi. Chưa rồi, Phạm Luật bấm. Phạm Luật có chữ bấm. Phạm Luật có chữ hết. Cô ơi, chúng con có uống rồi. Con Ninh cô. Vợ tôi đã từng bị vỡ nước ối. Và tôi đã từng đưa vợ tôi vào bệnh viện để mà sanh ngay. Chứ nếu không là con nó bị ngọt. Vì vậy cho nên là đáp án cuối cùng của tôi là đáp án Vân nói đi. Tại sao? Tại vì tuần thứ 38 phải là cái màu nguyên thủy của nó. Màu nguyên thủy là màu gì? Màu trắng đục. Hết giờ tư vấn. Sao xin anh? Mời ông bố của đội anh năm. Sao sáng suốt lên từng chở em đi đẻ đáp án A không phải là đáp án chính xác. Cơ hội bứt phá. Tuần thứ 38 phải là cái màu nguyên thủy của nó, màu trắng đục. Chọn câu A. Đúng rồi, phải nghe cô dẫn. Câu A màu trắng đục. Dạ. Cô dẫn ít sai lắm. Dạ. Mà không biết cái lần này có sai hay không. Vào giai đoạn đầu thai kỳ, nước ối có màu trắng trong. Khi thai kỳ càng lớn dần thì màu sắc nước ối sẽ trở thành trắng đục. Đến tuần thứ 38 khi thai đủ trưởng thành thì nước ối sẽ có màu trắng đục gần như nước vo cạo. Và đáp án đúng chính là đáp án A. Cảm ơn cô.
Như vậy sau 10 câu hỏi thì gia đình nhà Nấm đã mang về cho mình 30 điểm. Gia đình Panda mang về cho mình 20 điểm. Gia đình Phương Giang mang về cho mình 20 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thứ hai có tên gọi Cùng con khôn lớn. Chúng ta đang cùng đến với vòng 2 Cùng con khôn lớn tại chương trình Ông bố hoàn hảo. Ngay tại hiện tại hả, là em cũng đang rất là thắc mắc là tại sao những ông bố của chúng ta đang ở trong những cái hình tượng rất là đáng yêu và độc đáo như thế này vậy anh Khánh? Đây là hình tượng một của những con sâu. Nhắc tới con sâu là thấy ngày hôm nay là các ông bố của chúng ta là không có được đi bình thường, mà phải bò, phải trường, làm cách nào đó không cần biết, phải từ điểm A và đi tới điểm B để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và khi ngậm được cái nắm vú sẽ là thắng, nhưng không được dùng tay chân gì hết. Thử thách dành cho ba ông bố chính là cuộc đua kỳ quái. Người chơi hóa thân thành những chú sâu cùng tham gia đường đua với ba chặng. Chặng 1 trườn qua con đường sỏi đá, chặng 2 trượt qua con dốc, chặng 3 vượt nhà băng. Ai giành được vật phẩm duy nhất cuối chặng đường được xem là chiến thắng. Điểm đặc biệt của vòng thi này chính là phần cược điểm dành cho mẹ. Với thang điểm từ 1 đến 100 điểm, mẹ sẽ đưa ra một số điểm cược dành cho bố. Như vậy, nếu bố hoàn thành thử thách được 100 điểm và cộng thêm số điểm cược của mẹ, nếu bố không vượt qua thử thách, không có điểm nào, đồng thời trừ đi số điểm cược của mẹ. Bây giờ xin được mời gia đình đầu tiên, chúng ta sẽ đặt cược cho chồng mình bao nhiêu điểm ạ? Thật ra thì đối với chồng em thì em cảm thấy đây là một trò lợi thế thế của ảnh, tại vì chiều cao đó, khi mà mình trường mình bỏ... Nè, đừng có nhắc cái vụ chiều cao đây nha, đừng có nhắc nha. Thì đó, giống như mình chơi trò này là mình để phát huy cái lợi thế của chồng em lại là chiều cao đó chị. Đặc biệt là đối với những người cao đó, là mình chơi cái trò này thì em sẽ cược một số điểm tương xứng với lại thanh sắc của chồng em. Em sẽ cược 15 điểm. 15 điểm nha mọi người. Gia đình Panda cược bao nhiêu điểm? Em cược nhiêu em nói trước đi. Em thì em rất là tin tưởng vô chồng em, tại vì chồng em là có tập thể thao thường xuyên lắm, nên là cái trò chơi này là tin tưởng lắm. Em cược 50 15 50 bên đây 50 dạ, bên đây 15. Không lẽ mình 65 được không anh? Được, chơi luôn. Em xí nha, hồi nãy chị Châu vợ anh Phước nói một câu em chạm tự ái quá, chị nói là chị tin chồng chị cho nên chị cược 50. Em lẽ em cược 15, em cược 55 điểm. Em cược 100 điểm luôn. Trời ơi, còn gì để mất, cược 100 luôn. Cược 100 luôn. Phải rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta đã chốt được điểm chưa? Chưa chốt anh ơi, chưa dạ. Chốt. Bây giờ chương trình cho em mượn thêm 50 điểm đi chứ. Trời ơi, chơi khô máu luôn hả? Em thua em thối tiền lại chứ. Thôi bây rồi, giờ Được rồi, bớt là em 100 luôn đúng không? Đúng rồi. Ba đội cược 100, nếu như một trong ba đội thắng thì sẽ có 200 điểm. Mời ba bà vợ ra cổ vũ tinh thần cho ba ông bố, tạo thêm động lực để cho các ông bố lấy được cái ông bố về cho mình. Đừng có áp lực anh, đừng có áp lực anh. Em đừng có áp lực anh. Phải thắng, em không có áp lực gì hết, nghe chưa? Em không có áp lực gì hết, phải thắng, nghe chưa? Bà là thấy ghê vô. Có áp lực gì chồng em đâu mọi người. Thôi nói nghe nè. Căng thẳng. Nếu mà thi mà áp lực vậy thôi cho tôi nghỉ đi. Dạ ba bố sẵn sàng chưa ạ? Thời gian 4 phút Bắt đầu. Hay quá đấy chưa. Cố lên. Chạy là 4 hả? Dịnh ông lại. Dịnh ông lại. Dịnh ông lại. Em phải đè màu vàng lại kìa, giữ màu vàng lại. Chơi quá vậy? Sao không lên ông Hiền?
cố lên, cố lên, cố lên. Nằm xuống, nhậm luôn. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, lên, 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 lên. Anh Hiền, anh lên. Nhậm luôn. Kỹ con. Nhậm nè, nhậm nè, nè lấy. Không được ngồi, không được ngồi, phải nhảy lên cắn, sai lần rồi. Gì vậy? Không được ngồi lên. Không được dùng đầu gối để quỳ lấy à. Hả? Dạ. Không được ngồi lên nha. Không được ngồi lên. Chỉ nhảy lên thôi, đúng rồi, đúng rồi. Nhảy lên, không có cho nó ngập. Không có cho nó ngập. Đúng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên ông ơi. Sao mà nó ngã? Ê, cái gì vậy? Vi phạm rồi. Gì vậy? Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi. Xin chúc mừng ông bố Duy Phước đã xuất sắc lấy được cái năm phú đầu tiên và mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 100 điểm. Cộng với số điểm cược từ vợ thì lúc này Duy Phước đã mang về cho gia đình của mình là 200 điểm. Yeah. Có người vui là phải có người buồn. Hai ông bố còn lại mỗi người bị âm 100 điểm. Ủa anh, ta chơi xong có thưởng sao mình chơi xong nợ nần nha? À, em biết không, người ta gọi là hai bàn tay trắng làm nên nợ nần. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của chương trình với tên gọi là Ở nhà một mình. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chương trình Ông Bố Hoàn Hảo. Và vòng 3 ở nhà một mình thì chúng ta có chủ đề là cuộc chiến ăn. Ăn mà, ăn là phải ăn thôi. Anh ơi, cái này là dành cho mấy em bé. Em bé gì mà ăn cái tô cơm bự dữ vậy? Nhưng mà đó là việc mà các ông bố sẽ phải dụ các em bé nè, chỉ các em bé nè, khuyên các em bé ăn thật ngon, thật giỏi cái tô cơm này. Vậy mà anh tưởng cơm của anh cho nên anh ăn. Thôi xin lỗi các ông bố nghe. Và phần xử lý tình huống này thì các ông bố của chúng ta sẽ gặp các cố vấn của nhà đối thủ. Đây chính là những người sẽ làm khó các ông bố. Và ở cái vòng này, ba ông bố sẽ có 100 điểm. Còn nếu mà mình có một cái chút xíu nào đó về cái cách dạy con không đúng hoặc là thiếu sót thì sẽ bị trừ điểm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách đầu tiên, đó chính là cố vấn Kim Tử Long và ông bố Duy Phước. Bây giờ nè, em nghe anh nói nè, em cứ ở bên đó nói chuyện với lại tất cả các đồng nghiệp xong đi một chút xíu nữa anh ba rồi. Anh ở nhà anh cho con anh ăn cái nha. Ủa? Long, tô cơm đâu con? Con nha, con cứ vậy không à. Bữa nào hả, tới giờ ba đi làm mà con cũng giấu cơm hết trơn à. Con không muốn ba đi làm đúng không? Này, này cái gì vậy? Cơm, con thích ăn món này. Qua ba mới cho con ăn cơm nè. Chiều ba cũng cho con ăn cơm nè. Rồi tối ba cũng cho con ăn cơm. Mà hỏi con nè, nếu như bây giờ con không ăn rồi làm sao con sống được? Làm sao con lớn được? Ờ, chuyện sống đâu phải ăn cơm mới sống được đâu. Vậy chứ con muốn ăn gì ba sẽ chịu con không nuôi con cái đó. Kẹo. Kẹo hả? Bây giờ trước khi ăn kẹo thì con ăn cho ba một muỗng cơm. Ba sẽ cho con một viên kẹo. Vậy ba đưa kẹo qua đi. Thôi bây giờ con ăn trước đi, ba mới có kẹo. Ba ăn gian con nhiều lần lắm rồi. Bây giờ tới giờ ba đi làm, con không muốn cho ba đi làm đúng không? Con thích ăn cái khác, con không thích ăn cơm. Long, con đứng dậy. Con đứng dậy đi. Ba làm gì ba la con vậy? Con đứng dậy. Ba làm gì ba la con? Con đứng dậy. Long, ba... con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Cái mặt con 8 tuổi ai tin? Con nghe ba nói nè, con đừng có giỡn như vậy nữa. Từ đó giờ ba không đánh con đôi nào. Long.
hôm nay con quậy vậy ba đánh con được chưa? Con đâu quậy đâu. Xem như bà đã đánh con rồi. Hả? À. Con quên hết rồi hả Long? Quên gì? Quên gì? Từ ngày mẹ con mất, một mình ba gà trống nuôi con mà. Ba đừng nhắc lại cái chuyện buồn. Ba nhắc lại chuyện buồn, con nhìn mặt ba, con mất cười quá à. Con có hiểu được một điều nè. Một cái người cha người mẹ bao giờ cũng muốn con mình nên người. Có thể con không nghe lời ba cũng được, nhưng mà con hay nghĩ tới mẹ của con ở phương xa. Mẹ của con từng nói với ba: anh ơi, dù em có còn hay không còn, anh cố gắng thương yêu con, chăm lo cho con tới ngày cuối cùng giùm em nhanh. Ba ơi, ba ơi, ba nhắc tới mẹ con làm con cảm động quá. Con sẽ ăn cho ba vui nha ba. Hết giờ luôn. Lần đầu tiên mới thấy có một ông bố trên chương trình Ông Bố Hoàn Hảo có nhu có cương và thậm chí là có dùng đòn roi luôn. Giờ hỏi anh Kim Tử Long trước nè, sau khi bị một cú đánh như vậy thì cái cảm xúc của anh như thế nào? Tôi vẫn giữ cái nguyên tắc của tôi là dạy con là không có đòn roi, nhưng bố Phước ở đây á là dùng cái hình phạt chỉ là một cái tát tay ảo thôi để cho con nó thức tỉnh thôi. Đó cũng là một cái điều rất là tốt. Tôi rất là thích cái đoạn mà nói rằng mẹ con đi xa, mẹ con mất để ba lại để mà lo cho con. Tôi nghĩ đáng lý ra lúc đó tôi sẽ lật kèo lại Duy Phước đó, nhưng mà tôi đã bị Duy Phước thuyết phục tôi. Và tôi cũng rất là mong rằng là hai cố vấn ở đây cũng sẽ có chung ý kiến quan điểm với tôi. Anh là tại vì anh phá người ta mà phá không nổi, chứ không còn nổi. Muốn phá rồi muốn nhưng mà phá không nổi. Rõ ràng người ta mặc định, giống như cô ngồi đây cô mặc định con là dưới kèo của chú Long, con là cháu của chú Long. Nhưng mà con diễn một hồi á là cô bị chinh phục luôn. Và cái cách mà con giáo dục con của con á là cô hoàn toàn đồng ý luôn. Cho dù con có cương và con có bực mình nhưng cô vẫn đồng ý cái cách này. Bởi vì sao? Phẹt một cái con nói ba mặc định là đánh con rồi. Cái kiểu đó nó dễ thương gì đâu á. Cảm ơn cô ạ. Cái lời phát biểu của cô Dân đối với con thì thật sự chú Dân nghe rất là chí lý. Dạ. Và chú Dân nhìn thấy trong cái tiểu phẩm này, con là một cái người ứng biến được nhiều cái. Từ một cái thế mà thất, con trở thành trở một liền chủ động. Mà một ông bố ở ngoài đời, thật sự tôi thấy nếu có ông bố ngoài đời như thế này thì tôi nghĩ là đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Đối với tôi là tôi không chửi điểm nào. Thật sự là hôm nay Duy Phước quá xuất sắc. Nếu mà được cộng là cô đã cộng rồi, mà tiếc đây là chỉ là điểm trừ, thành ra là cô không trừ. Đối với chú thì chú không trừ. Như vậy bố Duy Phước đã bảo toàn được trọn vẹn số điểm trong vòng 3 của mình là 100 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón xem phần xử lý tình huống đến từ cố vấn Hồng Vân và ông bố Hiếu Hiền. Ba ba ba, chị hãy ăn hiếp con rồi ba. Ba. Dân. Dạ. Con làm gì vậy? Dân đút em ăn. Nhà bớt ra. Ba muốn nhà nữa không? Dân ngồi đây. Dạ. Con ăn cơm chưa? Chưa ăn luôn. Tại sao? Mất đút cho nó. Con hôm nay nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi. Con có biết không, là con nít mà chừng khoảng mà 4 tuổi là người ta tự múc ăn, người ta rất là ngoan. Chị hai bắt đầu mới 3 tuổi là chị hai tự múc ăn rồi. Chị hai biết giúp đỡ gia đình này, giúp đỡ ba. Ba biết hả? Ba biết hả? Không bao giờ nó nghe lời con. Ba biết hả? Nó làm biếng ăn thì sợ luôn á. Mỗi lần ba đi làm á, ba trông đợi ở nhà, chỉ cần chị hai chỉ cần gọi điện thoại nói: ba ơi, tí nó ăn giỏi lắm, chỉ nhiêu đó thôi. Ba chỉ cần có nhiêu đó thôi là ba có thể làm từ sáng cho đến khuya, hoặc từ ngày hôm nay qua tới ngày sau. Chủ yếu là để kiếm tiền về lo cho gia đình. Ba con giả bộ không á? Không bao giờ nó ăn ngon lành đó. Con điện thoại cho ba là con giả bộ không á, để cho ba vui thôi. Con á, không bao giờ nó ăn luôn. Ba có tin không? Ba có tin con thê thảm như vậy là gì nó không? Tôi biết ngày xưa ba cũng kén ăn như con vậy đó. Nhưng mà bà nội á, bà nội đút cho ba từng muỗng. Cứ mỗi lần đút cho ba từng muỗng vậy á, bà nội lại cõng ba như là một con bò đi chạy vòng vòng.
mà bà nội cõng hai cái đầu gối á, nó bị chảy xước và chảy máu, nhưng bà nội vẫn ráng cố gắng đút cho ba thằng miệng cơm. Mày thích vậy không? Cho ba cõng mày đi rồi ta tính đút cho. Ba cõng được mà. Ba cõng nó đi ba, ba cõng nó đi ba, chịu không? Nhưng mà ba nói là bà nội cõng, giờ chị hai cõng em đi đi em ăn. Mày bị điên hả? Mày bị điên hả? Bây giờ mày ăn không? Ba cõng con. Ôi ba, ôi ba. Ba sẽ cõng con. Ôi ba. Nếu bây giờ con tự múc cơm ăn, có nghĩa con là một đứa con có hiếu. Con phải biết thương ba thương mẹ. Con tự múc cơm cho ăn đi. Mỗi một muỗng cơm con ăn sẽ là một cái tình thương của con dành cho cha mẹ. Con biết không? Tội nghiệp chị hai. Chị hai là người rất thương con, mà chị hai đã từng nói với ba là rồi ba ơi, con muốn quýnh thằng tí dữ lắm luôn á, nhưng ba là người nhãn lại ba không. Ba ngồi ba kiểm nó đi ba, đặng cho nó ăn đi ba. Người con ba ăn nha ba. Ăn đi con. Dần qua ăn đi con. Dạ thôi con ăn rồi. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Lần này chúng ta lại tiếp tục thấy ông bố hiếu hiền dạy con theo kiểu là rất là tình cảm, rất là ngọt ngào, nhưng những lời nói là đi sâu vào tim. Thì không biết ở nhà anh Hiền có thường nói chuyện kiểu này với lại con mình không? Thường ở nhà là bà xã anh đó là người lúc nào cũng cưng chiều hết. Còn riêng anh thì lại anh lại hướng con vô một cái hướng khác. Tại vì hai đứa bé nó sống rất là nội tâm, nó y như bà nội nó luôn đó chị Dân. Y chang luôn. Coi như là rất là mau nước mắt, rất là tình cảm lắm. Khi mà mình biết được cái tâm tính của mỗi đứa trẻ vậy đó, mỗi đứa con của mình vậy, mình sẽ biết cách để nếu mà nói cứng hoài á thì cũng tội nghiệp. Không lẽ cứ mỗi chút giật cái giật ăn không cái kiểu vậy này nọ xong thì chút xíu mình nhìn con mình thấy mình tội nghiệp. Thật sự là mình xem cái tiểu phẩm này mình thấy đó cũng là một cái cách giáo dục, một cái cách mà để mà mình chăm con mình. Đây là một trong những cái trường hợp mà tôi có cảm nhận là ít có người bố nào như Hiếu Hiền. Với một cái mực độ công việc và cái sự hối hả của cuộc sống hiện đại thì người ta chăm con đa số nhanh gọn, chứ không có thời gian nhiều để mà chúng ta cà kê gì đâu. Cái câu chuyện này nó không vui bằng cái câu chuyện trước, nhưng nó đầy tâm lý. Và đây là một cái cách mới mà mọi ông bố trẻ cũng phải học hỏi để chúng ta có được một cái cách nhìn và cái cách để chúng ta nuôi dạy con cái chúng ta. Xin mời anh Long. Rất là cảm ơn cái bạn trợ diễn Thi là đã rất là nương tay cho bố Hiền. Và sau đó là cảm ơn cố vấn Hồng Vân đã đi theo cái tiếng kịch mà bố Hiền đang dẫn dắt. Tôi ngồi dưới này rất là mong đứa con á, nó sẽ có những cái tình huống làm sao để mà phá ông bố đi hơn nữa, để cho bố Hiền có thể tìm ra nhiều cái giải pháp hay hơn và nó sốc cái tiểu phẩm này hơn, chứ không phải là một bài diễn thuyết cho con. Nhưng mà như anh Trung Nhân nói cũng là tốt thôi. Người cha khi mà có một cái trình độ để mà nói cho con nghe mà con thấm và con hiểu, đó là người cha văn minh. Vì vậy đối với tôi thì tiểu phẩm này nó cũng rất là hoàn hảo. Em cảm ơn anh. Xin được mời cố vấn Hồng Vân ạ. Ông bố này nha, chị nói ông bố này á là ổng lại đang bị một cái vế là nhất bên trọng nhất bên khinh. Có nghĩa là cái vấn đề đặt ra ở đây là không phải thuyết phục con ăn, mà phải là răn dạy chị này cái cách cho em ăn. Đó, đó mới là cái vấn đề chính. Thì thành ra là em không la chị, thành ra chị không thể nào làm hổn được. Nhưng mà cái màu đó cũng vẫn là cái màu, theo như là anh Long với anh Trung Dân nói, nó lại là một cái cách dạy con đặc biệt theo kiểu của Hiếu Hiền. Có nghĩa là đó, một cái ông bố như vậy đó, kiên trì nhẫn nại để mà có thể thuyết phục được cả hai đứa con của mình, mà không qua hình thức gọi là đập bàn đập ghế gì cả, mà cứ nước chảy đá mềm. Và bây giờ xin băng cố vấn của chúng ta hãy đưa ra số điểm. Tôi thì tôi thấy Hiếu Hiền ok, cho nên tôi không có điểm trừ. Đội bạn không có điểm trừ thì hà huống gì đội mình trừ. Anh nữa tôi cũng không điểm trừ luôn. Em cảm ơn anh Long. Thôi thì tiếp cũng theo hai chàng. Như vậy là ông bố Hiếu Hiền của chúng ta đã bảo toàn được số điểm của mình là 100 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần xử lý tình huống cuối cùng đến từ cố vấn đặc biệt Trung Dân và ông bố Tống Hạo Nhiên. Vợ bay ở nhà mừng ăn làm sao mà con nhỏ mới có 3 tuổi mà cho ăn cái gì kỳ vậy? Đáng lẽ cái này phải xé thịt ra nè. Dạ, bây giờ con đang chuẩn bị xé nè bác. Bây giờ vậy nè, ráng đút cho nó ăn đi. Dạ. Bữa ăn này sao mà con đút cho nó ăn hết cái dĩa này là mừng đó. Ủa sao ăn hết được ba? Cái này nhiều lắm bà ơi.
Sao mà nhiều? Đừng có ép nó quá, nó ăn bao nhiêu nó no thì thôi dừng lại đi ba. Con thấy nó ốm không? Con biết là nó ốm rồi nhưng mà ốm mà nó cao ba. Quan cao. Trọng là ăn không nhiều nhưng mà mình phát triển cái chiều cao là được rồi ba. Bây giờ mày cãi tao hả? Mày cãi tao hả? Không có, không tao có. Nói cho biết hồi đó má mày đẻ mày ra nè, ba nuôi nè, con cũng không ăn uống á, ba phải đè, ba lấy cái quặng ba đổ cơm xuống á. Thấy không? Để ba dỗ cái bụng luôn rồi là cơm nó xuống đó. Dạ thôi ba ơi, bây giờ cái cách đó là cách cũ rồi ba. Làm như vậy bởi vì bây giờ con bị đau bao tử hoài đó ba. Trời đất ơi, đâu thừa tôi nữa hả trời? Sao bây giờ thứ hai mày vụ coi nó ăn có hết cái dĩa này không? Không hết nổi đâu ba ơi, đừng có ép con quá. Con gái à. Bây giờ nè, nghe ba nói nè, tới giờ ăn rồi. Nghe không? Ba với nội múa cho con coi con nghe. Rồi múa cho con coi. Múa đẹp cơ. Múa đẹp luôn. Nè, nó nghe. Bữa hổm á, không có vợ chồng bay ở nhà, ba đút cho nó ăn. Biết ba làm gì không? Ba làm gì ba? Mở phim Tom và Jerry á cho nó coi, nó ăn cả tô luôn. Bây giờ con làm chuột hay con làm Tom và Jerry đi? Làm đi. Hả? Ba con nói ba nghe nè. Gì? Con nít nó ăn á thì ba để cho nó ăn bình thường, cho nó ngồi tập trung ăn, ăn uống, đừng có mở cái này, đừng có mở cái kia, đừng có cho nó này cái này kia. Ba dụ nó. Con biết rồi. Mày đưa chén này. Giờ con làm rồi. Con làm Tom và Jerry nó ăn cho coi. Con làm Tom và Jerry đi. Con làm mèo chuột đi. Đúng rồi. Làm đi, làm đi. Làm không được đâu ba ơi. Sao không được? Mày thương con mày làm hết đi. Mày làm cho tao đút cho. Dạ rồi. Tôm đi. Tôm sao? Tôm mèo. Rồi rồi mèo. Cái quất miếng mà ăn đi con, ăn đi con. Thôi giờ nè, bây giờ ba với con chơi một trò chơi, được chưa? Ba với con chơi một trò chơi. Nếu con thua thì con phải ăn một muỗng cơm. Dạ. Thấy không? Nếu ba thua thì con cũng phải ăn một muỗng cơm. Cái gì? Dạ, câu đố trả lời câu đố. Nè nè, nghe ba đó nè, nghe con ba đó nè. Đố con nha, đố con. Tại sao chú bán dầu qua cầu mà té? Chú bán dầu qua cầu mà té. Tại không biết đúng không? Ăn vô nó mâm giỏi. Được chưa? À giỏi vậy đó, trả lời không được thì ăn một muỗng. Được chưa? Rồi xong rồi giờ chơi tiếp nha, chơi tiếp. Ăn muỗng nữa nha. Rồi đúc. Mày chưa đố mày đúc gì? Từ từ. Đố con nha. Ba thương con thì con giống mẹ. Vậy mẹ thương con thì con giống ai? Đúng rồi, giỏi quá, ăn vô một muỗng nữa nè. Giỏi quá trời luôn, gái bà xuất sắc luôn á. Rất là giỏi, giỏi lắm nha, bà thương. Đó, cứ ăn vô cho ba nha. Rồi. Ủa, con trả lời đúng mà. Thì con đúng ăn. Đã ba giao rồi mà, nhớ không? Con trả lời thì không được. Thì con cũng ăn, đúng rồi, cái lượt ba giao mà. Dạ. Ủa, vậy như thế nào con mới không ăn? Hả? Chị nào con ăn hết thì con không ăn nữa. Con no rồi. Con no chưa? No rồi. Đâu, hả miệng ra ba coi rồi. Thả miệng ra. Thả miệng ra coi. 1, 2, 3 giỏi đâu ba coi coi no hết chưa rồi, cái bụng thì no rồi, ba biết ba no rồi. Nhưng mà thả miệng ra ba coi coi. Cái bụng cứ nhắc nè. Hết giờ. Ông bố Tống Hạ Nhiên đã xử lý tình huống của chúng ta rất là dễ thương luôn. Và vợ ơi, vợ cảm thấy như thế nào về phần xử lý tình huống của chồng? Từ hồi mà kết hôn với anh Nhiên á thì em với ảnh luôn có một cái tiêu chí là mình mà có con á mình sẽ làm bạn với con, và đúng như vậy là ảnh lên làm bạn với con luôn đó. Nãy giờ là nhìn không có thấy cái khoảng cách giữa người cha và người con nó lớn, hoặc là thấy một cái sự răn dạy gì nó quá nghiêm khắc hay sao đó, mà ảnh chọn cái cách là làm bạn với đứa trẻ. Quả thật là hôm nay là ba ông bố đều có ba cái màu khác nhau về dạy con. Tôi nói về Nhiên đúng như là vợ nói á, Nhiên rất là hồn nhiên, dễ thương và muốn gần gũi với con như hai người bạn. Tôi cũng vậy thôi. Ở nhà tôi xem con tôi như là bạn tôi. Cái màu của anh là màu của Nhiên đúng không? Đúng rồi đó. Nhưng tôi khác Nhiên một điều mà tôi cũng mong rằng là Nhiên cũng nên giống tôi. Có nghĩa là chúng ta gần với con, làm bạn với con, nhưng chúng ta phải chỉ cho nó thấy cái nào đúng, cái nào sai. Và chúng ta phải có chữ tín nha con. Ví dụ như tiểu phẩm vừa rồi con bảo ba làm cái nhân vật nào mà con thích, vậy thì tại sao con không ăn? Lúc đó bố phải ngồi và nói cho nó nghe về chữ tín. Ba ông bố là ba màu khác nhau. Đảm bảo con của Hiếu Hiền á, khi mà lớn lên sẽ trở thành những cái người mà gọi là rất hay suy nghĩ trước khi mà mình nói ra một cái điều gì. Có nghĩa là suy nghĩ chín chắn đâu đó rõ ràng. Còn con của bố Phước á, sẽ là một thằng bé phản ứng nhanh nhạy giống như là lực lượng phản ứng nhanh vậy đó. Còn với Nhiên á, thì con của con, á, cô cảm giác thôi, tính tình nó rất là thiện lành, nó vô tư và lúc nào nó cảm thấy xung quanh nó không có cái gì đáng sợ cả. Cả ba cái cách giáo dục này đều đúng cả, và tùy theo tính cách của đứa nhỏ ở nhà để những người xem có thể áp dụng được cái cách dạy con của bố nào ở đây.
Cho nên là đối với tôi thì tôi không trừ điểm. Tôi tham gia trong cái tiểu phẩm này, tôi thấy một cái điều thú vị là bây giờ các bạn trẻ, nhất là trai thanh niên, lập gia đình, có con, cái suy nghĩ giáo dục con cái nó hết sức là nhẹ nhàng. Và tôi nghĩ đó là một cái chiều hướng tốt. Và tôi đưa ra những cái đối với tôi là tôi thấy nhẹ nhàng chứ không phải gì khó khăn, phải không? Dạ. À, thì bạn cũng đã làm được và bạn không bị bẻ chìa ra ngoài. Nó vẫn đi theo một cái guồng. Đối với tôi thì tôi thấy không có gì để trừ bạn và tôi khuyến khích. Tôi cũng vậy, tôi cũng không trừ. Trời, hôm nay ba ông bố này hoàn hảo quá, không bị trừ miếng nào luôn. Và như vậy ông bố Tống Hạo Nhiên cũng đã bảo toàn được số điểm của mình, đó chính là 100 điểm. Ba ông bố của chúng ta đã vượt qua thử thách ở vòng 3 ở nhà một mình vô cùng xuất sắc luôn. Cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng hồi hộp đến với phần công bố điểm và công bố giải nhé. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với chương trình Ông Bố Hoàn Hảo. Và Phương Linh biết rằng hiện tại thì mọi người đang rất nóng lòng để xem điểm của các ông bố trong ngày hôm nay là bao nhiêu. Và xin được mời anh Khánh, chúng ta sẽ công bố ạ. Huy Khánh xin được công bố ông bố đứng hạng 3 chính là ông bố Hiếu Hiền, với tổng số điểm mình có được là 20 điểm. Xin được mời cố vấn Kiếp Tử Long trao giải thưởng hạng 3 trị giá 5 triệu đồng. Ông bố về nhì có tổng số điểm là 30 điểm, đó chính là ông bố Tống Hạo Nhiên. Xin được mời cố vấn Hồng Vân sẽ trao giải thưởng trị giá 10 triệu đồng cho ông bố của chúng ta. Hôm nay là ai tự trao cho đội đó đó. Dạ. Và ông bố có số điểm rất cao, 320 điểm, đó chính là ông bố Duy Phước. Xin được chúc mừng ông bố Duy Phước. Và cố vấn Kiếp Dân sẽ trao giải thưởng 15 triệu đồng cho ông bố. Rồi, bây giờ, rồi. Đó, hai vợ chồng cầm. Hy vọng ngày hôm nay với chương trình Ông Bố Hoàn Hảo, các ông bố bà mẹ sẽ rút ra cho mình được một kinh nghiệm làm sao cho con của mình ăn cơm thật ngon, thật nhiều và thật nhanh. Và mọi người đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng ta 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3 nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.